Ok, hello everyone. Yes. Hello. Good Ok, hai bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Turn on the microphone Hai bạn nghe cô nói không? Yes. Yes, ok. Okay. Did your homework? Các bạn làm bài tập về nhà chứ? Did your homework? Can you see my screen? Nào, có nhìn thấy màn hình cô đang share không? Dạ, có. Yes. Ok. Bài tập về nhà của các bạn đâu rồi? Đã nộp chưa? Em quên nói với cô rồi. Bây giờ nộp cũng không sao mà. Em dùng máy đấy nộp luôn hay sao? Hay là mình cần một cái thiết bị khác? Việt con bảo mẹ nộp luôn đi để cô chứa bài cho con luôn nào. Nhớ nhớ kèm theo hashtag như bạn Huy bạn, bạn Huy nhá. Cái hashtag này này, cái 3D1 này này. Bài của Đa Lộc đâu? Em quên làm rồi kìa. Hay nhở. Bài tập về nhà mà con quên làm. Bây giờ đến thứ bảy phải có cho cô nghe chưa? Lộc. Yes. Cô nghe. Thôi. Dạ. Em có phụ huynh quốc Việt ạ, nhưng mà Việt Việt nhà em nó chả biết bà cô cho bài tập về nhà như thế nào. Dạ. Lần trước á, Lần buổi học kia cuối cùng đi. thì em có giao bài tập về nhà cho Quốc Việt là giới thiệu về gia đình của Tom và bảo bạn quay video rồi. Em đã hướng dẫn ký bài tập về nhà cho bạn rồi mà. Chẳng thấy Việt nói gì mà chẳng thấy học gì, suốt ngày vào cái link mà cô giáo gửi để làm bài tiếng Anh á, chỉ thấy vào đó Dạ, làm thôi, làm cũng không biết là gửi bài tập đi đâu và làm bài tập ở đâu như nào. Dạ, em hướng dẫn cho mẹ của Quốc Việt luôn ạ. Đây là bài của bạn bạn Huy. Hello teacher, my Dạ. name is Huy. Bạn bạn ấy quay video và sau đó mình hỗ trợ con up up lên cái trang của trường trường đây. Đây ạ. Dạ Cái dạ trang này ạ. Sau đó thì mình nhớ kèm theo một cái hashtag này này. Cái hashtag có dấu dấu thăng 3D1 để cho em dễ tìm ra tên của bạn và cả lớp ạ. Như thế này là dạ được ạ. ạ Không sao, nếu mà bây giờ bạn em bạn Việt chưa làm thì bây giờ tới thứ bảy thì nhờ mẹ của bạn Việt thúc thúc bạn làm rồi nộp lên để thứ bảy em chứa ạ. Dạ vâng, khi nào học xong á cô nhắc bạn ấy thế nào là và cái nào là bài tập về nhà, chứ bạn là không để ý được cái nào là cô giao bài tập về nhà là bài tập nào nữa. Dạ, cái trên link in learning đó thì mình cũng phải làm trên đó nữa ạ. Và là mình có hai phần là quay video để mình thử là bạn
tiến bộ hay không, và làm luyện trên cái Easy Class đấy là để luyện phát âm rồi là các bài tập nghe nói ở trên đấy ạ. Dạ dạ. Dạ. Ok cô. Xin chào cô ạ. Dạ. Ok, mình chờ các bạn vào lớp một chút. Ok, cô sẽ share lại cái màn hình, hình như là nó mới tắt cái chia sẻ âm thanh rồi. Rồi trong khi chờ các bạn vào thì mình xem qua bài của bạn Huy này, sau đó rồi là xem thử bạn sai chỗ nào và mình nhận xét nhá. Hiểu không các bạn? Bạn Yes. ơi. Yes. Ok, cô sẽ bật này. Hello my name is Nhật Huy. I'm from Đồng Nai. Có nghe được không? Nghe được chưa? Nghe được nghe. Bạn Huy yes. nói chưa? Yes. Mình nghe nhá. Palm family. It is palm. Grandfather. It is palm grandmother. It is palm father. It is Tom mother. It is Tom sister. It is Tom cousin. It is Tom's uncle. It is Tom's aunt. Goodbye, teacher. Okay. Nào, có cần xem lại nữa không? Chú ý. Có cần xem lại nữa không nào? Dạ. Nào này, xem lại một lần cuối này. Hello teacher, my name is Nhật Huy. I'm from Đồng Nai. Tom family. It is Tom's grandfather. It is Tom's grandmother. It is Tom's father. It is Tom's mother. It is Tom sister. Is it Tom cousin? Is it Tom's uncle? Is it Tom's aunt? Goodbye, teacher. Okay. Các bạn nào có nhận xét không? Nghe thấy là bạn Huy có sai chỗ nào không? Nào, hai bạn. Thấy bạn Huy có sai chỗ nào không nào? Ok. Mình chờ một lúc nhé. Bây giờ trước khi mình vào học thì cô sẽ kiểm tra cái phát âm. Kiểm tra cái phát âm của các bạn ở Easy Class. Xem thử về nhà là các bạn có luyện không nào. Ok, wait a minute. Chờ nó chạy một chút ạ. Oh no. Trời, nó chạy dữ liệu quá lâu. Yeah.
Ồ, nó chảy lâu nhỉ? Các bạn chờ một chút nhé. Ok. Được rồi. Nào. Bây giờ mình vào phần từ vựng. Ok, Unit 3. Ok, nào, một bạn nói cho cô nào. Tuần trước mình học những từ vựng nào nào? Học về những từ vựng nào? Uncle. Uncle, rồi, gì nữa? Uncle. Grandfather, Yeah, grandfather. grandmother. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Mother. Rồi, gì nữa? Sister. Sister. Ok, tiếp. Còn từ gì nữa nhỉ? Đã lâu. Baby, baby Baby brother. Nào, ta lộc nào. Con nói xem thử là từ vựng mình học trong cái unit 3 mà mình đã từng học ở hai lesson 1 and 2 là gì? Nào. Nói cho cô nào. Từ vựng gì? Gì nhỉ? Đấy con không luyện à? Không luyện bài à? Nào. Quickly. Ok, Việt nào. Việt nói nào. Việt nào, con nói đi. Em với cô là thô sắc Hansen. No. Những từ vựng mà mình đã học rồi nhé. Hai hai lesson thôi nhé. One and two. Cousin and Tom and Tom. right. Tom. Từ nữa nhỉ? Mother. Yeah, baby. Baby brother. Ok, rồi. Nào, bây giờ nhìn vào cái màn hình của cô chia sẻ này. Bây giờ mình sẽ test thử cái phát âm nhá. Đầu tiên, aunt. Ants. Ok, nào. Lần lượt nào. Bạn lọc phát âm trước nào. Lọc bật mic đi con. Bật mic chưa? Yes. Ok, nào đọc phát âm nào. And No, it's wrong. And. em. Nào đọc lại nào. Ok. Chờ một chút nha Việt. Để bạn 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 lọc sửa cho đúng cái đã. Nào đọc lại nào. And Chờ một chút xem. Ok, nó hơi lâu nhỉ. Nào, đọc lại một lần nữa xem nào. And Yeah, good. It's right.
Nào, viết nào. Bây giờ bạn Lộc tắt mic nhá. Ok, nào. Ant. Đó. Nào, một lần nữa nào. Như thế này là nó không chấm được thì phải. Ồ, hơi lâu nhỉ. Lâu lâu nhỉ. Thử lại xem. Việt ơi. Sao đấy nhờ, nó có cái tạp âm hay sao ấy? Ok, no problem. Tiếp nào, từ tiếp theo xem nào. Grandmother. 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 Nào, Việt thử đọc cho cô nào. Grandmother. Ooh, very good. It's right. Ok, tiếp nào. Bạn Đa Lộc nào. Đa Lộc nào, con bật mic xem con cho cô nào. Bật mic chưa? Yes. Ok. Ok. Nào, nào. Mother. Oh no. Why? Why is wrong? Nào lại nào. Grandmother. Đây này. Grandmother. Mother. Grandmother. Đọc lại nào. Grandmother. Không phải là thờ, không phải là mother. Nào, Lộc nào, đọc con đọc lại xem nào. Mother. Mother. Grandmother. Không phải thờ. Nào. Giờ. Nào, con nhìn này. Giờ. Grandmother. Không phải thơ. Nào, phát âm mỗi chữ từ từ giờ cho con nào. Giờ. Nào. Quickly. Giờ. Giờ. Nào, lưới này. Chú ý này. Chú ý lưới này. Giờ. 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 Đúng rồi. Bật cái hơi ra một chút. Sau đó có phát âm giờ. Giờ. Z. 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 Giờ. Giờ. Nào, đọc lại nào. Ok. Ok, nào đọc lại nào, đọc lại để cô ghi âm nào. Grandmother. Ok, wait a minute, chờ nó một chút. Hơi lâu nhỉ. Nó lâu quá. Lâu quá, lâu quá. Thử Aura sao sao vào lại xem thế nào. Grandmother. Nào. Grandmother. Lộc đọc lại nào. Grandmother. No, it's wrong. Sai hết luôn này. Lại một lần nữa. Grand Mother. Nào. Grandmother.
No. Dứt khoát đọc lên, con dứt khoát đọc miệng lên nào. Cái khẩu hình miệng con mở lớn ra, đọc thoải mái ra. Thoải mái như nói đấy. Grandmother. Grandmother. Nào. Bắt đầu này. Grandmother. Oh no, it's wrong. Ok, về nhà luyện tập thật nhiều vào. Vào Easy Class và vào phần từ vựng để luyện nhá. Rồi, tiếp từ tiếp theo. Mother. 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 Nào, viết nào. Mother. No, it's wrong. Mother. Nào, lại nào. Mother. It's have. Mother. Mother. Nào, Việt ơi, đọc lại xem nào. Mother. No, it's wrong. Này, chú ý này. The mother. Mother. Giống như cái hồi nãy đọc là grandmother. Nào, lại nào. Mother. Oh, it's wrong. Sai nữa này. Ok, nhớ về nhà là phải nhớ luyện tập thật nhiều nhá. Nào, đã đọc nào. Đọc cho cô nào, mother. Mother. Cái này nó lâu quá hay là do mạng ta. Ok, cô sẽ vào lại này. Mother. Mother. Nào, đọc nào. Đã đọc, đọc nào. Mother. No. Mother. Mother. Lại nào. Mother. Cái này đọc xong nó phải chuyển qua liền thì mới được. Không được rồi. Ok, từ này là còn sai này, phát âm còn hai bạn phát âm còn sai cả này. Tiếp nào. Đây. Sister. 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 Nào, sister. Rồi nào, lòng phát âm xem nào. Sister. It's wrong. Sister. Nào, đọc lớn lên. Đọc nhỏ như thế là nó không có đánh. Nào, đọc lớn lên nào. Sister. Sister. Nào, đọc nào. Sister. Nào, một lần nữa nào. Sister. Oh, đây, sai hai âm này này. Đúng không? Thấy sai không? Có đọc như thế nào? Sister. Sister. Ok, rồi Việt nào? Việt đọc phát âm từ sister này nào. Sister. Sister. Nào, một lần nữa nào. Sister. Oh no, it's wrong. Nào, sister. Nào, nhìn này. Các bạn nhìn khẩu hình miệng của họ đọc này. Sister.
Sister. Sister. Đây, sister, 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 sister. Nào, Việt đọc lại một lần nữa nào. Sister. Sister. Oh, it's wrong. Nào lại nào. Sister. Cái này nó có cái tạp, sister, cái tạp âm thì nó không lên được. Sister. Nào, đọc lại nào. Rõ lại cho cô nào. Sister. Ok, không được này. Không được. Nào, Việt này. Đọc lại cho cô cái từ sister. Sister. Không. Now, sister, chờ, sister, không phải chờ, sister, tờ nhá, sister. Nào, phát âm từng chữ ra cho cô nào. Nghe không? Cái âm thờ này, tờ này này, nó không có rung cái phần cổ họng của mình, nó là âm vô thanh, đọc là mình phát âm tờ nhưng nó không có âm và cái phần cổ họng mình không rung. Nào bạn Đa Lộc nào, ngồi học nghiêm túc nào, không là cô cho out lớp này. Sister, sister. Nào đọc lại xem nào, đặc biệt sister. Đấy, gần được rồi đấy. Nào, Đa Lộc nào, phát âm sister cô nghe nào. Nào, phát âm từ sister. Đọc đi. Cứ đọc đi. Nào. Sister. Nào, phát âm đây xem nào. Nó lâu quá nhỉ, phân tích không được. Ok, tiếp, từ tiếp theo, uncle. Từ này dễ hơn này. Uncle. 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 Nào, hai bạn nào. Ok, Việt nào. Rồi, Đa Lộc tắt mic một lát nữa, bạn Đa Lộc sẽ được nói. Uncle. Yeah, very good. Đấy, từ này dễ hơn mà. Rồi, Đa Lộc nào. Đa Lộc bật mic nào. Chuẩn bị này. Uncle. Nó lâu nhỉ? Cứ nó cứ bị cái tạp âm vào một cái là nó không phân tích ra được nhanh liền. Uncle. Nào, Đa Lộc phát âm nào. Đa Lộc. Nào. Uncle. Yeah, very good. Từ này thì phát âm đúng cả hai bạn này. Ok, tiếp nào. Father. Từ này. Father. 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 Nào. Lộc nào, Lộc phát âm nào. Father. Cô bật liền thì con phát âm liền nhanh nhá, để cho nó dễ chạy. Nào, lại xem nào. Father. Nào. Father. Oh, strong. Father. Father. Không phải là pha, con không có nhấn mạnh đâu. Cứ đọc như họ này, xem khẩu hình và nghe giọng họ đọc này, đọc theo họ nhá. Mình không cần nhấn mạnh ở chỗ nào hết á.
Nhấn mạnh là nó sẽ sai từ liền. Father. 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 Nào, lại nào. Father. Nào, nhìn này. Nó chạy lâu nhỉ. Ok. Ok. Không sao. Rồi, Quốc Việt nào, phát âm cho cô cái từ này nào. Father. Nào. Bạn Lan đọc cát đi. Ta lọc tắt mic đi. Ok, chờ một chút nào. Rồi, có phát âm nào. Father. Yeah, very good. It's father. Yes. Rất là tốt này. Bản Việt phát âm rất là đúng, khá là nhiều từ rồi đấy. Nào, đa lọc nào, về nhà con cố gắng phải luyện trên Easy Class này thật nhiều. Vào phần phát âm ấy, phải luyện thật nhiều vào. Đọc tự tin lên á. Con phải đọc thật tự tin. Thôi, không có tiền, nó bắt đóng tiền mới cho học. Thì có cái gói mình mua, có cái gói 6 tháng hay là 1 năm hoặc là trọn đời đấy. Có 200 mấy phải mà. Đúng không? Không, không có tiền, trong máy không có tiền đâu mua được đâu. Thì bảo mẹ nạp vào. Nếu bùng nếu như bùng, vậy thì... bùng. Có lúc bùng bùng lấy ra chơi, vô bài tập chơi vậy đó, chơi vòng vòng gì. Không phải là buồn, buồn mới lấy bài tập ra làm, mà là phải luyện thường xuyên, hiểu chưa? Như bản Quốc Việt đấy, bản Quốc Việt bạn cũng luyện thường xuyên đấy. Luyện thường xuyên đấy thì bạn nhớ mà con này. Con tải về con suốt ngày con vào đó con tập từ vựng cơ mà. Đúng rồi. Phải học thường xuyên thì mình sẽ lên cái trình độ của mình thôi, đúng không? Nào, ta lọc nhá, nhớ cố gắng luyện đọc, nói thật nhiều nhá, phát âm thật nhiều. Chứ con so với trong Tết con yếu hơn rồi đấy, hiểu chưa? Ở trong Tết có phải con đã có tiến bộ, nhưng mà bây giờ thì dường như ra Tết không còn như trước nữa. Nhớ nhá, phải luyện thật nhiều vào. Bài tập về nhà cũng phải nộp, cô còn biết đúng sai còn chưa chứ. Ok. Rồi con tắt mic. Chứ ăn Tết. Ăn Tết nhiều quá ghiết quên bài tập luôn. Ghiết hết trong mình luôn. Ok, cần phải lấy lại chứ. Nào, tiếp nào, từ này, grandfather. 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 Nào, đã đọc thử phát âm cho cô nào. Từ này này. Grandfather. Grandfather. Nào, phát âm nào. Grandfather. Đấy, sai một loạt tên này. Cái từ đằng sau, cái đằng sau sai hết này. G. Đọc chữ. Phát âm G. G. Grand. Grandfather. Father cũng sai này. Đúng rồi. Đọc thoải mái đi. Nào, phát âm lại xem nào. Grand. Ok, quickly đọc nhanh hơn một chút nào. Lại nào. Grandfather. Oh, sai nữa này. Sai càng sai. Ok, tiếp nào. Bản Việt nào. Grandfather. Nào, bản lại lọc tắt mình để bản Việt nói nào. Ok, rồi. Ta Việt, bạn Hoàng Việt đọc cho cô nào. Grandfather. Yeah, it's good. Đấy, thấy chưa? Ta Lộc thấy chưa? Bản Việt thường xuyên làm thì mình sẽ đúng hơn, nhiều hơn đúng không? Luyện thật nhiều vào nhá. Bản Việt làm thường xuyên ấy, thì sẽ khác. Đọc phát âm sẽ đúng hơn này. Tiến bộ hơn rồi đấy. Rồi, tiếp nào, xem có từ nào nữa không nào. Ok, hết rồi. Ok, không sao. Tôi. Hôm nay
Cô nghe. Father đọc chưa ta? À, đọc rồi mà. Mình mới phát âm xong mà. Đúng không? Mới phát âm đúng xong mà. Ok. Rồi, để cô xem nào, có từ nào nữa. Hey, sẽ quay lại một chút. You need to. Từ nào nhỉ? Đây, từ đơn giản này thôi. Answer. Nào, answer. 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 Nào, tay đọc nào, đọc cho cô nào. Answer. It's wrong. Now, answer. Answer. Nào, lại nào. Answer. Chán nào. Nó không nhảy liền nhỉ. Ok, chờ một chút. Answer. Nhìn. Answer. Đấy, nhìn cái khuôn hình miệng khẩu hình của họ này. Rồi, đọc nào. Answer. Ok. It's không được này. Nào. Còn sai này nhá. Đã lọc. Rồi. Cô sẽ tắt mic nào. Đã lọc tắt mic nào. À, Việt nào. Answer. Yeah, very good. Ok, rất là tốt này. Answer. Rồi. Từ nào nhỉ? Đây. Ask. 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 Đây. Cái từ này phải chú ý cái âm k và s. Ask. Nhá, chú ý hai bạn nhá. Rồi. Nào, đã lọc đọc cho cô nào. Ask. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng không? Những cái từ này thì đơn giản mà. Việt nào. Con, hôm nay bạn Nhật Huy không học nữa con. Ừ, bạn Nhật Huy đi học trực tiếp rồi nên là bạn không học nữa. Tuần trước là buổi cuối cùng của chúng ta với là bạn Nhật Huy rồi. Bạn ấy học xong mà cũng đã nộp bài tập về nhà cho mình rồi đúng không? Yes. Và rất là tích cực. Nào. Việt nào con phát âm nào. Ask. Không được nhỉ? Nào đọc lại một lần nữa xem nào. Ask. Chán ghê, nó không nhảy liền nhỉ. Chờ một chút. Ask. Viết. Ask. Nào Viết ơi. Đọc lại xem. Phát âm lại xem. Ask. Yeah, very good. It's good. Ok. Rồi. Tiếp. Ruler. 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 Việt Nam. Ruler. Sai nè. Ruler. Ruler. Nào, đọc lại nào. Này, cô cho xem cái khẩu hình này. Hai bạn chú ý cái khẩu hình miệng của họ này. Ruler. 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 Nào, đọc lại nào. Biết ơi. Ruler. No. Làm lần nữa. Sửa xem. Sai em. Và l. Ừ. Ruler. Ruler. Nó có lối rồi. Ok, ruler. Ok. Ruler. Rồi bạn Việt về nhà nhớ luyện thêm cái từ này nhá. Rồi, lọc nào. Yeah.
Lọc bật mic nào. Đọc nào. Ruler. Lại nào, lại một lần nữa nhá, đọc nhanh nhá. Ruler. Đây. Đây nhá, đúng tất cả rồi đúng không? Biết sai chỗ nào không? Biết sai cái âm nào mà cô sửa mãi không được không? Nào, phát âm lại cho cô nào. R. Ruler. Đọc lại nào. R. Ruler. Ruler. Đấy. Nó phát âm thế này nó thành ruler. Đúng không? Bạn Việt nghe thấy có thấy giống không? Nào, phát âm là ruler. Phát âm lại. Ta đọc. Ruler. Đúng không? Nào, ta đọc nào. Ruler. Ủa con sao kỳ ơi, cái lúc mà cái chưa có tài khoản đóng tiền nhé, như chống đọc ruler bình thường hết cái cũng đúng nữa, giờ trên đây đọc không đúng ngậu ghê. Đọc nào, ruler lại xem nào. Đọc vậy cái đúng không, không hiểu. Đây, bây giờ con phát âm lớn lên. Thoát cái lưỡi ra nhá, để cho nó rõ âm. Nó sẽ nghe rõ này. Nào. Nào, lại một lần nữa này. Ruler. Lại xem nó bị tạp âm rồi. Ruler. Đấy, đúng rồi đấy. Lúc nãy là con đọc nó đang bị dính cái phần hơi ấy, thì nó sẽ bị cái máy, cái công nghệ AI này, nó sẽ nghe ra là gù. Đấy. Như hồi nãy, vì thế cô mới bảo có những từ mà mình phát âm nó sẽ đúng, nhưng mà không thanh thoát cái khuôn miệng của mình nó sẽ sai. Cái công nghệ nó sẽ nghe sai hết. Nào, tiếp nào, từ tiếp theo nào. Ok, eraser. 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 Nhớ nhá, cái này là vì cái âm đầu hai bạn chú ý này. Eraser. Eraser. Nào. Việt nào phát âm cho cô cái từ này nào. Cho cô chút nào. Bạn. Eraser. Nào, lại nào. Eraser. Làm một lần nữa xem. Eraser. Sao thế nhỉ? Chán ghê. Ok. Không sao. Rồi, hôm nay cô chỉ kiểm tra đến đây thôi nhá. Nhớ về nhà luyện vào thật nhiều vào nhá, cả bài tập ngày này. Ok. Rồi. Mình vào bài học ngày hôm nay thôi. Ok, nào. Sách học điện tử của chúng ta. Ebook. Đấy, nãy dư để quên nó 30 phút. Lót lại từ đầu. Oh no. Ok, now let's start our lesson today. Team 3 family. Ok, lesson 3. Now pay attention, chú ý nào, hai bạn. Hôm nay có hai bạn thì mình phải chú ý tập trung học nha. Yêu cầu hôm nay là chất lượng hơn đấy. Rồi, we have some vocabularies. It's tall, short, handsome, pretty, young, and old. Ok, nào. Cô ơi, em thua luôn. Em về nhà em làm bài em thua luôn rồi cô ơi. Ừ, mình thuộc là tốt. Nhưng mà mình cũng phải học và vận dụng là vào chứ, đúng không?
Ví dụ nhá, những cái từ vựng này nó sẽ áp dụng vào trong một số cái cấu trúc như ở đây này. We have structure, eat, draw, brother, or father, tall, or young, old. Okay, now, look at activity A. Listen, write, and say. Okay, now you will listen audio and repeat it. Ok, cô sẽ mở cái audio chúng ta nghe nào. Theme 3, Family. Lesson 3. A. Listen, point and say. 1. Tall. Nào, hai bạn chú ý này. Mình chú ý cái phát âm đúng hay sai nhá. Họ phát âm đây là đúng này. Mình phải chú ý này, nghe theo này. Để luyện theo này. Two, short. Three, handsome. Four, pretty. Five, young. Six, old. Ok, nghe lại một lần nữa này. Chú ý phát âm cho cô nào. Theme 3, Family. Lesson 3. A, listen, point and say. 1. Tall. 2. Short. 3. Handsome. 4. Pretty. 5. Young. 6. Old. Okay, now everybody, hai bạn. Nào, bạn nào phát âm cho cô nào, 6 từ này nào. Yes. Nào, Việt nào. Xem nào, Việt thuộc rồi thì mình phát âm đúng hay không nào. Tall, short, handsome, pretty, young, old. Okay, cơ bản là ổn rồi. Nhưng mà trong một số từ vẫn còn sai nhá. Nào, ví dụ này, Việt chú ý này. Ví từ old, âm t, d, old, d, nhá. Cái âm này này, d, d. Nào Việt, sai cái từ này này, old. Young, từ này là pretty, pretty. Ok, rồi, đã lọc nào. Câu mày ra lọc nào. Quickly. One. Okay. Tall. Tall. Cô biết xem đọc cũng được không? Bên kia đọc, okay. Bên kia hét. Ok, nào rồi. Two. Nào. Two. Sock. Three. Three. Three is... Nãy giờ cô cho nghe audio hai lần mình đấy nhá, rồi bạn Việt cũng đọc một lần này, mình có thể rút kinh nghiệm từ bạn Việt mà, đúng không? Chẳng lẽ nãy giờ là không chú ý cái gì hết? Nào, handsome, nào, handsome, yeah, yes,
Okay, next. Wall. Beneath. Now four. Gì nhỉ? Nào, Lộc nào, ta Việt, con chất bản nào, chất bản từ đó là cái gì nhỉ? Từ số. Number four. Is. Pretty. Yeah, pretty. 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 Now, pretty. Pretty. No. Đây nè. Pretty. Pretty. Để cho con có sẽ mở cái phiên này. Pretty. Pretty. Được. Nào. Okay. Five. Wait a minute. Cô sẽ mở cái phiên âm này này. Đây. Không có nó đây. Ok. Chẳng nhìn dân kinh chẳng nhìn. Nào, đây này. Sao rồi nhỉ? Đây. Từ này đúng không? Nó là pretty. Ủa, sao không sao chép vào được ta? Chép này. Không sao chép được nhỉ? Đây, cô sẽ đánh luôn. Đây là pretty. Pretty. Như thế này này, pretty, ok. Rồi. Các bạn à, pretty, rồi tiếp nào. Young. Young. Okay, young. Next. Old. 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 Okay. Good. Rồi. Tiếp nào. Trước khi vào cái phần be, mình sẽ vào cái phần từ vựng trước nhỉ. Đây xem cái phần từ vựng trước đi. Mở cái phần từ vựng. Trong này có cả phiên âm này. Này được luôn cho các bạn. Unit 3. Okay, pretty. Đây, it's here. Nào, nhìn này, các bạn. Pretty. 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 Nào, phát âm cho cô nào. Việt nào. Pretty. Đây, cái âm đầu phát âm không rõ thì nó sẽ sai này. Pretty. Nào, đây, âm hay là âm p nhá. Pretty. 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 Lại nào, Việt lại nào. Pretty. Không được. Chỉ cần mình đọc là pretty, pretty. Tại nào? Pretty. No. It's wrong. Why? Okay. Đã đọc xem. Pretty. Pretty. Nào, đã đọc nào. Pretty.
Yeah, it's wrong, wrong. Lại nào. Nhìn khẩu hình của họ này. Pretty. 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 Nào, lại nào. Em nào. Pretty. Đâu rồi, cái đa phần đọc mình đọc tự nhiên đâu. Nào. Pretty. 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 Ok. Rồi, về luyện thêm nhá. Tiếp. Yes. Short. 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 Nào, làm một lần nữa này. Short. 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 Nào. Lọc nữa. Bản Việt nào, bản Việt phát âm cho cô nào. Short. Có cần. Cái này nó chạy chậm thế. Nào, một lần nữa nào. Short. Oh. Sai này. Oh, short, short. Ok. Đã lọc nào. Short. Yeah, sai hoàn toàn luôn đúng không? Short. 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 Ok. Short. Một số từ thôi đúng không? Rồi. Về luyện cái này xem là được này. Mình muốn mà sử dụng một cái nữa ấy. Mình bảo với là bố mẹ làm một cái tài khoản Google mới và mình đăng nhập vào làm một lần nữa thì sẽ được dùng tiếp. Nó chỉ được dùng trong vòng 5 ngày thôi. Nếu mà tài khoản mới thì chỉ được dùng trong vòng 5 ngày thôi. Cái phát âm này này. Ok. Cô dùng cái bản này của thầy Giang, thầy cũng đã mua cái bản quyền của nó rồi thì mới dùng được như vậy. Rồi, nào, tiếp tục qua bài của chúng ta nào. Ok, look at activity B. Nào, one, listen and read. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe và đọc nhá. B. 1. Listen and read. Alfie meets Lucy. This is my sister, Lucy. Hi, Lucy. I have a sister, too. Oh, is she pretty? Yes, she is, and she's young. And your mother, Alfie, is she tall? No, she isn't. She's short. And your father, is he tall? Yes, he is. Let me show you my family. Here's my father, my mother. Wow. Okay. Nào, nghe lại một lần nữa này. Chú ý nghe nhá. Ở trong cái sách của chúng ta thì các bạn thấy này, ở trong cái sách của chúng ta thì cái lời cái phần đọc ấy của mình nó hiện ở trong là rất là ít. Chủ yếu là mình sẽ nghe được cái transcript, cái lời hội thoại mà hai bạn Alfie và bạn Tom nói về Tom nói về nhau thôi nhá. Chú ý nghe nhá. B. 1. Listen and read. Alfie meets Lucy. This is my sister, Lucy. Hi, Lucy. I have a sister too. Oh, is she pretty? Yes, she is, and she's young. And your mother, Alfie, is she tall? No, she isn't. She's short. And your father, is he tall? Yes, he is. Let me show you my family.
Here's my father, my mother. Wow. Okay, now, who can repeat it? Bạn nào đọc được nào? Hai bạn nào, bạn nào đọc nào? Dạ, Việt nào? Việt đọc xem nào. Alfie and Lucy. Meet? Meet? Yeah, Alfie meets Lucy. Alfie meets Lucy. Me. Yes. Oh. Now. I have... Oh. 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 I have a, I have a, I have a sister. Two. Two. I have a sister. Two. Yeah, two. Okay, next. Oh. Oh, it's your sister. Pretty. Pretty, pretty. Yeah. Oh, he's your sister pretty. Okay, now, now, câu này này. Let me show you. Let me show you my family. Family. Mm-hmm. Okay, good. Thank you. Rồi, ta lọc đọc nào. Ta lọc đọc bài nào. Alfie meets Lucy. Alfie meets Lucy. Yes. I have a sister too. I have a sister too. I have a sister. Teacher. Teacher đâu? Teacher đâu ra thế? Lộn. Nào, cái từ nó rõ ràng thế này mà đọc sai là do ai nào? Đọc lại nào. Teacher. Sister, thờ, chờ, không phải là chờ. Sister. Sister. Không phải thờ. Sister. Sister. Ok, tiếp. Sister. Tiếp nào. How? Oh. How is? Your? Sister. Sister. Pretty. Sister. Pretty. Pretty. Okay. Pretty. Now, đọc. Đọc trôi chảy cho cô cái câu này xem nào. Is your sister pretty? Is you? Your sister. Nào, cái từ này là sister mà. Pretty đâu ra? Sister đâu ra? Nào, sister. Pretty. Sister, pretty. Đúng rồi. Đọc lại một lần nữa. Thôi chảy cho cô xem nào. Hôm nay không học hết cái lesson này thì buổi sau. How is your sister? No, it's wrong. Okay, nào, bây giờ con nghe bản Việt đọc nhá. Việt nào đọc cho cô nào? Đọc cho cô cái câu này này. Oh, is your sister pretty? Oh, is your sister pretty?
Yeah, pretty. Nào, ta lòng đọc lại. Không còn đọc cái O này đâu. Chỉ... It's tiếp. Is your sister pretty? Pretty. Nào lại nào. Is your sister pretty? Is your pretty? Pretty. Nào lại sai cái từ sister này rồi. Phát âm riêng nào. Is your sister pretty? Chậm lại thôi, không cần nhanh. Sister. 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 Pretty. Pretty. Ừ, đúng rồi. Is your sister pretty? Nhá. Is your sister pretty? Okay, good. Rồi, hoạt động tiếp theo nào. Hoạt động số 2. Listen and number. Okay, look at the photo here. Yes. It's a picture 1, 2, 3, picture 4. Look at the picture 4. And you can see spot. Những cái khung hình này này. Đây, example 1 is đây, nhìn vào ví dụ này này. Mình nghe xem người thứ hai. Cái người thứ hai mà bạn Alfie nói đến ấy, bạn Alfie nói đến là ai? Người thứ ba bạn ấy nói đến là ai nhá? Đây, bây giờ cô sẽ mở audio mình cùng nghe nào. Okay, listen and number. B. 2. Listen and number. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. This is my sister, Lucy. Hi, Lucy. I have a sister, too. Oh, is she pretty? Yes, she is, and she's young. Can you see number one? This is an example. Now, listen and number. Two. And your mother, Alfie, is she tall? No, she isn't. She's short. Three. And your father, is he tall? Yes, he is. Let me show you my family. Here's my father, my mother. Wow. Okay, nào nghe lại một lần nữa này. À, bạn Việt đoán được chưa? Đoán được rồi à? Cho có đáp án nào? Em đọc cả hai câu được cô. Được. Em thấy cô là chú là father, chị là dân. Nào, what two is? Số 2 là gì? Nào. Hình như con đang nghe sai vấn đề rồi đấy. Này, nghe làm lần cuối cùng này. Nghe chính xác vào nhá. Ở đây hỏi là một là cái number one is mother or a father. Này, nghe lại này. Cô sẽ dừng mình check luôn nhá. B. 2. Listen and number. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. This is my sister, Lucy. Hi, Lucy. I have a sister, too. Oh, is she pretty? Yes, she is, and she's young. Can you see number one? This is an example. Yeah, here. Here is sister of Alfie. Nha, đây là sister. Rồi, mình nghe người số 2 này. Người số 2 là ai này? Now, listen and number. 2.
And your mother, Alfie, is she tall? No, she isn't. She's short. Okay. Your Tom, the Tom's mother is number Vietnam. 2. Yeah, is number 2. And she tall or short? She tall or short? Short. Tall or short? Short. Yeah, right. Short. Okay. Nào, đã đọc chú ý nào. Chú ý làm cái câu cuối cùng cho cô này. Tiếp nào. 3. And your father, is he tall? Yes, he is. Let me show you my family. Okay. Okay, now. Number 3 is... Đã đọc nào. Số 3 là gì? Đã đọc. Số 3 là gì? Number 3 is father, sister, mother. Con nghe được cái gì? Father. Yes, right. Father. Okay. Is Alfie a father tall? Is Alfie's father tall? Cái người bố của bạn Alfie có cao không? Is this or no? Yes. Yes. It's right. Okay. Rồi. Tall. Sao tall. Tall is tall. Yeah. Okay. Bây giờ sang phần số 3 này. Nhìn vào đây này, chúng ta sẽ có một số có cái cấu trúc hỏi như sau. Mình muốn hỏi là bố của bạn có cao không? Hay là bố của bạn cao phải không? Khi mình nhìn vào một bức tranh của một ai đó ấy. Ví dụ nhá, khi mình nhìn vào bức tranh gia đình của bạn Alfie đi. Mình thấy như thế này mình không phân biệt được như thế nào cả. Đúng không? Mình chỉ Việt Nam với nữ thì mình hỏi là bố của bạn là người cao đó hả? Hay là bố vợ của bạn cao có phải không? Hay là mẹ của bạn cao có phải không? Thì mình sẽ có câu hỏi như sau. Is your brother tall? Is your sister short? Yeah. Okay, và câu trả lời sẽ có như sau. Yes, he is. And no, she isn't. She isn't. Và thêm một câu phân trả lời nữa. Đó là She's tall or no. Ví dụ nhá, ở cái câu số 1 này, is your brother tall? No, he isn't. He's short. Okay, nào, đọc cho cô hai câu này nào, ba câu trả lời này nhá, là thành 4 câu nào. Việt nào đọc cho cô 4 câu này nào. Thế tôi coi là không phải ít đâu, không phải ít đâu. She's tall. She's tall. Okay, guys. Rồi, đã đọc nào.
Có đọc câu đúng không cô? Thôi được rồi. Ok, để thế thôi. Tốt rồi. Đã đọc nào. Đọc cho cô bốn cây câu này này. Quickly. Nào. Cô nãy em mới đi vệ sinh. Em không biết là đọc sao. Mất khỏe quá, mới đi vệ sinh xong. Ok, cô sẽ đọc một lần này. Chú ý nhá. Cô sẽ không nhắc nữa đâu. Yes. Is your brother tall? Yes, he is. Is your sister short? No, she isn't. She's tall. Ok, nào đọc nào. Brother. Now, brother. Tall. Okay, yes, he is. Is your sister. Cái từ mình mới học ở phần tư vấn xem thế nào. Short. Đúng rồi, is your sister short. Okay, tiếp. No, she isn't. No, she isn't. She isn't. Tiếp nào. She's tall. She's tall. Okay. Luyện tập thật nhiều vào. Rồi. Yes. Okay. Now. Okay, listen, sing along. Okay, activity number C. Okay, activity C. Okay. Nào, bây giờ mình nghe cái bài the sing này và nghe cho cô cái lyric nhá, cái lời của nó đấy. Ví dụ này, đây là một ví dụ lời của một phần lời đầu của bài hát này. Is your father tall? Yes, he is. Is your father tall? Yes, he is. Okay, bây giờ mình nghe này. Okay. Practice structure. Yeah, sing along. Chú ý nhá. C. Chú ý cho listen. Cái sing along. Này. Is your father tall? Is your father tall? Yes, he is. Yes, he is. Is your mother short? Is your mother short? No, she isn't. She's tall. No, she isn't. She's tall. Is your brother handsome? Is your brother handsome? Yes, he is. Yes, he is. Is your sister pretty? Is your sister pretty? Yes, she is. Yes, she is. Is your baby brother old? Is your baby brother old? No, he isn't. He's young. No, he isn't. He's young. Nào, nghe lại một lần nữa này, chú ý cái lời cho cô này. Cô ơi, có đọc cái đồng cô. Sao? Con có đọc hết bài nhạc đó không cô? Mình chỉ đọc cái lời họ nói thôi. Mình chỉ đọc ra cái lời, nhớ được cái lời họ nói thôi đấy. Là cái lời nhạc rồi đấy. Mình không cần phải hát theo đâu. Hả? Nhớ được cái lời nhạc, nghe được cái lời nhạc là tốt rồi. Nhá, chú ý này. Thank you.
Is your father tall? Is your father tall? Yes, he is. Yes, he is. Is your mother short? Is your mother short? No, she isn't. She's tall. No, she isn't. She's tall. Is your brother handsome? Is your brother handsome? Yes, he is. Yes, he is. Is your sister pretty? Is your sister pretty? Yes, she is. Yes, she is. Is your baby brother old? Is your baby brother old? No, he isn't. He's young. No, he isn't. He's young. Ok, thấy chưa? Bây giờ là nghe đó rồi đúng không? Nào, Việt nào? Nói cho cô nào. Cho con một chút. Để chỉ cần đọc cái lời của nó thôi. Cô kéo cái này sao? Lời của câu C đúng không cô? Đúng rồi, lời cái bài hát hồi nãy mình vừa nghe đấy. Gì em đọc được. Ok, đọc nào. Yes, he is. Ừ, rồi. Tiếp. Is your mother short? No. Ừ. No? No gì nhỉ? No, she isn't. Ờ. Tall. Rồi. She's? Tall. Tall. Rồi, tiếp nào. Tiếp. Câu tiếp theo. Is your brother handsome? Yes, he is. No, is your brother handsome? Yes. E. Okay. Okay. Tiếp nào. Is your sister. Is your sister pretty? No. Yeah, pretty. Yes. Oh. He is. He is? He is. He is. He is, hả? She is. She is. Đúng rồi, she is. Rồi. Is your baby brother. Baby brother. Brother old. Sars. Yep. Old. Old. Hola. No. No. He's. Is. He. And. No, he isn't. Now he. Oh, he is. He. He's. Gì nhỉ? He's young. Ok, rồi. Nhớ có cả câu đọc lặt nữa, đọc và nhớ có cả câu phía trên này nha. Is your father tall? Yes, he is. Ok, nào, bây giờ đa lộc nào, đọc cho cô nào, đọc cho cô cái đa lộc. Đọc bài. Ủa, đọc cái bự hay đọc cái câu nhỏ nhỏ kia cô? Tất cả từ trên xuống. Cô đã để ở đây là từ trên xuống.
Is the duster jet ski? Is your father? Cô ơi, sai. Đúng rồi. Phải đọc như thế nào? Father. Ừ. Đúng rồi, bà đọc sai đấy. Father told. Nào đọc như nào? Father told. Yes, he is. Hey, bây giờ mà mình vẫn còn đọc he. Từ đầu bài, từ đầu khi mình học đến giờ cô có dạy he không? Cô có dạy mình đọc là cái từ này đọc không? Không. He is. Nó đọc dần. He is. He is. Nào đọc bài nào. He is. Ok. Rồi, đừng có sáng tạo cái cách phát âm từ nhá. Không nên sáng tạo mà cũng không nên đoán nhá. Đừng bao giờ sáng tạo từ. Ok. Tiếp nào. Nào, phần dưới này nào, các câu dưới này nào. Is your mother short? Is your mother short? Mother. Okay, tiếp. No, she isn't. No, she isn't. Oh, she isn't. She isn't. She's tall. She's tall. Quickly. Okay, làm nhanh lên nào. Is your brother handsome? Is your brother. Handsome. Said he is your is it sister. Is your sister pretty? Pretty. Yes, she is. Yes, she is. Okay, nice. Is your baby old. Old. Okay. No, he isn't. He isn't. Okay. He's drunk. Son. He's drunk. Nào, đọc cho cô nào. He's E. Okay. She's E. Okay. Nhớ nhá. Được rồi. Phát mic luyện tập thêm. Nào, Việt nào, đọc cho cô nào. Em đọc được mà cô. No, đọc lại cho cô nào. Đọc lại một lần nữa. Is your father tall? Yes, he is. Is your mother short? No, she isn't. She's tall. Is your brother
Handsome. Yes, he is. Is your sister pretty? Pretty. Yes, she is. Is your baby brother? Oh, no. He's young. Okay, out. Nhớ nhá. Nhớ cái phần âm này. He's young. Out. Yeah. Yeah. Ok, rồi. Cô sẽ mở vào làm một chút bài tập ở Easy Class. Phần khác, mình không vào phần từ vựng nữa mà mình vào phần bài tập. Ok, còn 10 phút. Yeah. Ok. Con làm hết rồi cô ơi. Nào, làm cho cô nào. Từng bạn làm một nào. Nào Việt làm bài đầu tiên cho cô nào. Em thưa cô là which one? Nào. He's Tom's mother. Yeah, she's Tom's mother. Đọc cho đúng nhá. She's Tom's mother. Âm S này. She's Tom's mother. Okay, next. Picture 2. Nào đọc tiếp đi. Làm nguyên cho cô một bài luôn nào. Dạ vâng. She taught sister. Okay. Which two? Let's have the picture here. Number two. Hai này này. Đây là. She taught. He's Tom's mother. He's Tom's mother. Em và đây mình là she's Tom's sister. Em là she's Tom's sister nhá. Rồi hai bức tranh của tôi nào. Bức tranh này. He's Tom's father. Complete what true màu and right. Màu có biết đó. That's it. Nào, khoan đã nào. Okay. Rich and true. Lesson 3. Nào. Đã đọc nào. Làm bài này cho cô. Đấy. Ngồi học hay là ngồi chơi đấy? Ok, look at the picture. A, B, C or D. A, B or C. A, B or C. A. Is A here? A. No. Yes. Em giúp đỡ. Nào, Việt xem giúp các bạn. Em thích coi là C. C is out. Okay, next. Nào, here. Nào, đã lọc nào, làm cho cô cái bài này cho xong nào. Is. Is. A, B, or C. May. S. Out. Bán nào. May. C. A là. B. Bán B đúng không? Yes. No. Wrong. Nó sai. Đáp án A đúng không Việt? Dạ đúng. Đấy. Không chú ý gì hết á. Nào.
Câu tiếp theo này, Đa Lộc nào. Câu tiếp theo này, còn hai câu cuối cùng nào, làm cho cô nhanh lên nào. Đa Lộc đi đâu rồi cô ơi? Thật là bạn học không chú ý gì hết. Ok, nào, em làm cho cô hai câu này nào. Em thưa cô là A, B, B, ok, B. And last one. Em thưa cô là young, 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 young. Ok, good. Ok, good. Đấy, ta Lộc làm sai hai, làm được hai câu, sai hai câu. Đâu, đâu rồi? Vào lớp chưa? Vẫn. Ok, đang học giữa chừng, ta Lộc chạy đi đâu đấy? Cô đang làm, cô đang bảo em làm bài tập mà, em chạy đi đâu? Ngồi học không chú ý gì hết vậy? Nào. Ok, look and true. Ta đọc làm bài này cho cô này, bài cuối cùng này, có 3 câu thôi này. Is she pretty? Yes or no? Is she pretty? Is she pretty? A or B? A. 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 Okay, next. Is she young? Is she young? A or B? Young. Young. Is she young? Phải, okay. No. No, đúng rồi, no. Ok, câu cuối cùng nào. Is he handsome? Handsome. Có đẹp trai không? Is he handsome? Yes. Yes, ok. Một bài nào, xem đúng không? Ok, good. Rồi. Ok, rồi. Mai cô sẽ kết thúc bài học tại đây nhá. Vì không đủ thời gian để mình. Ok. Yeah, see you again. À, Việt này, nhớ làm quay video làm bài tập cho cô nhá. Bài tập về nhà đấy. Ta Lộc nữa nhá. Ok. Goodbye. Goodbye teacher. Hẹn thứ bảy gặp lại. Yes, goodbye. Yeah.